Giá phong ngưỡng tịch tiền công đức, thế trạch trường lưu hậu tử tôn. Hay, các cụ ngày xưa thâm thúy thật, dạy con cháu phải tu tập công đức lại để làm gương sáng cho hậu thế. Hay, hay thật. Chi ma trên cảnh là chim tung à bay à, chi ma xong cánh thoa ta là sợ ăn bù. Mày uống không? Mày uống không? Ơ, mày uống, tao uống. Mày uống được không? Uống đi, uống nhanh, tao cho ông uống được. Tao bảo ông uống rào vặt hết lông mày đi cho mày vào nồi chưa? Uống. Giá phong ngưỡng tịch tiền công đức, thế trạch trường lưu hậu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cháu chú anh mà thở. Thôi. Mong thề đi đã cháu biết tin. Ông chỉ thề ơi đây ơi thề ông. Thề cá chê chú ông. Thật thật ông có ông thề thật em ơi. Ừ. Rồi kìa. Cứu ông ơi. Cứu ông ơi. Chết tôi thật. Chết tôi rồi. Ừ. 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 Ừ
hôm của qua hôm. Trời ơi, lại họp. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây ạ. Con mời mẹ xây nước ạ. Ừ, mẹ xin. Các người nghe đây, trong khi tôi lọc cái bức tích khẩu lưu quang thì trượt thẳng, may mà tôi còn kịp ôm lấy cái xà nhà. Thế làm sao ông xuống được ạ? Đây, thằng cháu đích tôi đã cứu sống tôi đây. Này, thế con cứu ông thế nào? Khi con vào nhà thì con thấy ông mắt quẹo trên cái sàn kia. Đúng. Con mới nhảy lên bàn. Khi ông vừa mới thò chân xuống, con lấy ngay này phi ra, chân ông đạp vào, ông lại nhấc lên. Lúc đó con bay lộn vài vòng đứng ra đây. Thế con ra con bế ông à? Không, con đẩy cái thang vào, thế ông tụt xuống. Đúng lắm. May quá. Đúng nhỉ? Ôi giời, ông ơi, bận sao ông có làm ý thì ông bảo con làm. Chứ bây giờ chân tay ông yếu rồi, làm có vấn đề gì thì nguy hiểm lắm. Ai ông ạ? Dạ vâng ạ. Ôi giời, này, ông ấy chết đi rồi thì còn là may đi. Hả? Nhưng mà ông ấy lại sống
nhưng lại giặt dẹo, lại nằm liệt giường liệt chiếu thì có mà khổ vợ khổ con đi. Bà muốn tôi chết phải không? Bà muốn ông chết à? Dạ, ông ơi. Dạ không đâu. Lâu nay bà vẫn ngấm ngầm chống lại tôi. Ngấm ngầm. Ông ơi, ý của mẹ con không phải là thế đâu ạ. Chẳng là lo cho ông thôi mà. Lo cho ông thôi. Vâng. Thôi được rồi. Nhì, cháu đích tôn của ông nhỉ. Dạ, nhưng mà ông ơi, bao giờ ông chết, ông để lại cho cháu cái phèn lạp lại cái cây ba tông không nhá. Ông không để cho cháu thì còn để cho ai vào đây? Này, ông sẽ để cho cháu đích tôn của ông cả cái cơ ngơi này nữa chứ. Các người nhớ nhá. Rồi ôi, ông chỉ... Các người nghe này. Nghe. Các cụ đã nói rồi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tại ai? Nó hư là vì cô, vì bà. Vì cả mẹ lẫn bà. Ôi trời ơi, ông ơi, thằng này nó lười học cho nên học dốt lắm ông ạ. Lỗi tại mẹ không kèm con học. Mẹ không kèm nhá. Thế nhưng mà nó lười ăn lắm. Dạ. Lười ăn. Tôi hỏi bà, bà nấu ăn có ra gì không biết, tôi nuốt khẩu không trôi nữa là nó. Đau ông ơi. Úi dồi ôi, khổ thân cháu đích tôn của ông. Ông ơi, thế thì ông giúp vợ chồng con là bảo ban cháu cho nó học hành ăn uống. Vâng. Im ngay. Thưa ông ơi, hôm trước bố cháu dùng trưởng cam mezoco đẩy ngay vào ngực cháu. Trời ơi, khổ, cháu có ho không? Trời ơi, thế này thì nó ho lao rồi ung thư phổi mà nó chết mất. Cháu, ông ơi, bố cháu cũng dùng nhất dương chỉ cháu này này. Hả? Đưa đánh vào đây à? Ôi, ông buồn, ông ơi, buồn. À. Anh ghê gớm thật. Ghê gớm quá. Anh đi chiến đường tông giống như họ Đặng đấy hả? Họ Đặng đấy. Này, tôi nói cho các người biết, từ nay thằng cháu đích tôn của tôi nó làm gì thì làm, ai mà động đến nó thì cứ liệu hồn, cứ liệu hồn, cứ liệu hồn, cứ liệu hồn. Chết nhá. Cứ cái đà này là ông ấy làm hư thằng bé đây. Bà còn chả dám cãi thì chúng con ăn nói thế nào được. Bà ơi, bà phải có nhời thì bọn con mới phụ họa được chứ. Nhưng mà tôi sợ lắm. Gớm, cái ba tong nó bằng cái cây song, đầu lại bịt sắt. Ôi trời ơi, ông phạm cho một cái thì cứ gọi là bỏ con mẹ. Bà ơi, bây giờ ông cũng yếu rồi, đánh không đau đâu mà bà phải lo. Thế anh tưởng tôi khỏe lắm mà. Tôi cũng đang yếu đây, đang mệt đây. Trời ơi, phong thấp thế này này, hơi một tí dở rời là đau hết mình mẩy chân tay. Thế ông quật cho mấy cái thì cứ gọi là liệt vị. Kìa mẹ, mà anh ấy, anh là con ông thì anh cũng phải có lời chứ. Chẳng lẽ em là con dâu em lại nói à? Thì chả hóa ra là em cãi giả à? Ông thì gia trưởng là thế, lại được cái lão gì bói thì dở hơi ấy, bảo ra cú tí nhà mình là sau này sẽ làm nên công to việc lớn, làm rạng danh tổ tông dòng họ. Còn nói cho bà biết á, cứ cái đà này á, bốc vác không xong. Thôi, không có việc đâu mà bốc vác. Thôi, tôi lạy anh lạy chị, đừng động vào cái tổ kiến lửa ấy nữa, để cho nó yên cửa yên nhà. Không thể như thế được, bởi vì nó là con của con cơ mà. Nhưng mà nó lại là đít nhông của ông ấy. Mà ngày xưa ấy, ông có thế đâu, lơ ma lơ mơ đóng bạt tay bằng chết ý. Thì thế cho nên mới được anh ăn học thành người như thế này. Còn cả như ông này nha, thằng bé hỏng hư hỏng rồi. Ông ơi, gì đấy cháu? Quân nó đang bàn thì nói xấu cháu mình. Hả? Đứa nào nói xấu cháu mình? Ngoài kia, bà này, cả bố mẹ cháu nữa. Bố cháu có bảo là ông làm hư cháu mất rồi. Chúng nó nói những gì nữa? Đây, chúng nó còn định... Nó định tát cháu à? Vâng, và xong nó còn định... Trời ơi, nó định rất dương chỉ hả? Vâng, xong nó... Hai cháu à? Nó lại còn... Úi dồi, nó dùng trường nó đánh cháu tôi. Vâng, xong nó lại còn...
À, nó định đánh vào bố đứa cháu ông. Xong nó lại còn gớm thật, con này gớm thật. Nó định dùng tay côn đồ để hại cháu ông. Được rồi, được rồi, được rồi. Xong rồi mẹ cháu có bảo nó là con cơ mà, con phải đánh nó, phải đánh nó. À, dạ, bọn chúng nó láo thật. Láo thật, đã thế thì phải họp. Họp, 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 họp. Tập họp chúng nó lại. Họp, họp. Hả? Họp. Cái gì? Họp. Lại họp à bà? Lại họp à? Bà đi trước, bà đi trước đi. Mẹ đi trước đi. Tôi hỏi các người. Hỏi các người. Ai là chủ cái nhà này? Ai là chủ của nhà này? Nói! Nói! Dạ, là bố ạ. Ai to nhất cái nhà này? Ai to nhất? Nói! Nói! Là cái thằng tí chứ ai? Lão! Dạ ông! Tôi hỏi chị. Dạ. Ai cưới xin chị về cái nhà này? Ai cưới? Dạ, là bố ạ. Thế mà bây giờ các người, các người định đảo chính tôi hả? Phạm thượng à? Tôi hỏi các người. Hỏi nhá. Ai là người kế dõi tông đường cái nhà này? Ai? Dạ là thằng Tí ạ. Vâng, úi giời ơi, ông cháu giống nhau lắm ạ. Chưa. Ông cháu mình nhỉ? Này, con nhà tông không giống công cũng giống phượng nhé. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Cháu Công nói đúng, các người mở mắt to xong nhỉ. Nó nói rất đúng, chỉ số IQ của nó là cao ngất ngưỡng. Thằng này sẽ đem lại vẻ vang vinh quang cho tổ tiên tiền hậu dòng họ nhà ta đấy. Bố nói đúng ạ. Thằng cu Tí này nó sẽ làm rạng danh cho cả dòng họ nhà ta. Biết à? Điều này anh cũng biết rồi. Đầu năm vừa rồi, Quỷ Cốc tiên sinh có phán rằng thằng này sẽ quyền cao chức trọng, nói có người nghe mà đe có người sợ. Chẳng phải là sau này đâu, ngay từ bây giờ nó đã có uy rồi ạ. Nói có người nghe mà đe có người sợ ông nhỉ. Đấy, ngày xưa cái thằng bố Hùng giống ông là thế. Thế nhưng bây giờ cái thằng Tí này á, này, nó giống ông cũng đằng vạn. Bây giờ thế này, nó cứ chống cái ba tong xong nó đi này này. Xong nó nhổ đám lông ở trên đỉnh đầu ông ấy. Đấy, xong thế là cuối cùng là hai ông cháu cứ giống nhau như là đúc vậy. Như là nhóc vậy, như sinh đôi vậy nhỉ. Ông cháu là sinh đôi. Thôi được rồi. Tôi nhắc lại để các người biết nhá. Nhắc lại đấy. Từ nay giờ đi, không có họp hành bàn tán gì. Mọi việc đều phải nói với tôi và thằng Tí nhá. Tuyệt đối không được động chạm đến thằng cu Tí, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi, bây giờ ông cháu mình xem kia là lá cờ nhé. Thôi. Đây. Ông làm ông toàn chơi oán cả án gian này. Ông mới thèm án gian của mày, bà mày lắm chứ. Nhưng mà ông lần này ông phải cho cháu thắng. Ừ, thôi được rồi, ông thắng nhiều cũng chán. Lần này cháu thắng nhá, đi. Vâng. Đấy, cậu. Chặt ha. Trời ơi bà ơi, cứ cái đà này, cái thằng cu Tí nó đòi đốt nhà khi ông cho nó đốt đấy bà. Có khi là đốt luôn đấy. Chim ma trên cảnh là chim tung à bay à, chim ma xong cánh thoa tan là sườn bầu. Bà ơi, thế bây giờ là quân ta định bó tay à? Hả, chịu chết à? Cô ơi, làm thế nào? Cô xem thế nào? Hàng xóm láng giềng bây giờ làm thế nào, nó hư quá rồi. Ôi giời ơi, bây giờ mà chống lại thì chết với nó. Mà khổ lắm, ông nhà tôi thì có mỗi một thằng cháu đi tôn mong chờ mãi, mà cái được ông thầy bói lại bảo là quý tử, quý tôn, thế mới khổ chứ. Đi cô xem thế nào. Trời ơi, ông bên này cũng thế, chiều thằng cháu đích tôn lắm cơ. Thế à? Ừ. Bây giờ cô giải quyết như thế nào? Tôi nhá, tôi cho hai ông cháu một trận. Thế là đâu ra đấy luôn. Cô làm thế nào? Làm thế nào ạ? Ừ, cái thằng cu này này, nó được vo nó đòi bà Triệu cơ. Vâng. Mua phở về, nó không ăn. Vâng. Nó đòi ăn bún. Thế là ông nó bảo là đi ra mua bún cho nó. Thế cô cũng đi mua bún à? Đi mua luôn à? Không,
Tôi bảo thích ăn, chạy ra hàng bốn mà ăn. Nó không đi, tôi bảo đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Nó đi theo, cho đứng ngoài ăn bốn ngó luôn. Ôi trời ơi, tội nghiệp thằng bé quá. Tội quá. Chả có gì mà tội nghiệp cả. Nó chỉ thích đòi thế thôi, có ăn đâu. Gớm. Như ông nhà tôi ấy, nó cùng ông ấy cũng thích đánh cờ. Thế nhưng mà thằng bé thì lại không thích cơ chứ lị. Nó lại thế cơ chứ. Hay là con rủ nó đi đá bóng, đi chơi có khi nó thích đi bà nhỉ. Đúng đấy, nhưng mà nói, ông có cho nó đi không? Nó mà đòi đi, ông là chiều nó ngay chứ có cái gì đâu. Trời ơi, thôi, đừng có chiều nó như thế nhá. Nó đòi cái gì đừng có chiều ngay thế. Mình phải phân tích xem là đúng hay là sai chứ lại sao lại chiều ngay nó thế được. Nhưng mà làm thế nào ạ? Nhưng mà làm thế nào? Gọi nó ra, nọc đánh cho một trận. Sợ quá. Lần sau không ấm đòi đâu. Đúng trẻ rồi, con ấy. Dọa, không được. Tẩn cho một trận. Đánh cho một trận trẻ con nhẹ mà. Nó bé nó biết cái gì mà đánh nó. Mẹ xin các con. Nếu nó mà mách ông nhá, dán đang dính vào mồm lần sau hết mách luôn. Thôi. Nói chung nhá, nhà mình cứ phải tìm những biện pháp cứng rắn xử lý nó. Thế gì mà phải chịu thua nó. Thôi, bác ở lại giải quyết, tôi có việc tôi phải đi luôn đây. Vâng, chào cô ạ. Mà thôi được rồi, bà cứ để đấy. Thằng này con xử lý. Anh ơi, em xin anh. Anh ơi, con nó còn nhỏ quá, anh đánh nó làm cái gì? Này, sau này là nó thành đạt lắm đấy. Rồi anh ơi, em xin anh đừng đánh nó anh nhá. Thôi, mẹ xin con. Em xin anh đấy. Tội nghiệp nó lắm đấy. Cháu ơi, dạy nào. Đấy, ông làm bát mì cháu ăn nữa đây. Nào, cháu của ông ăn nào. Đấy. Cháu của ông giỏi lắm, ăn đi. Nào. Thằng này khá, hôm nay ăn đến 2 bát mì. Được đấy. Ăn từ từ thôi, không ngại cháu. Từ từ thôi, có ai ăn chanh của cháu đâu. Nào. Úi dồi ôi. Thằng cháu ông ăn như là lực sĩ sumo. Giỏi, úi dồi, giỏi lắm. Giỏi. Khá lắm, thế mới là cháu đích tôn của ông chứ. Ôi, no rồi hả? Thôi được rồi. Ông ạ, cháu ngứa. Ngứa đâu? Đâu, để ông gãi cho cháu nào. Ngứa chỗ nào? Đây, đâu? À, bên này á, bên phải này à? Dạ trái. Chưa. Ôi trời ơi. Cháu ơi, cháu ngứa khắp người thế này, ông gãi thì ông mỏi chết. À ông à. Ôi trời, ông chiều nó quá. Ông cứ gãi mới thành ghế này này. Ông bật cái quạt lên cho nó mát. Cơm cứ phe phe phẩy phẩy là cái gì? Các bà này muốn cười thật nhỉ. Quạt điện gió nó xoáy nó thốc vào. Nó trúng gió các cụ gọi này. Trúng gió trúng phong mà chết à? À. Quạt thế này cho nó lạnh. Thôi dậy, mẹ tắm cho nhờ hết ngứa, nhanh lên. Ôi hay, tắm cái gì? Tắm nhiều nó trúng cảm. Cảm lạnh, nhiễm lạnh là nó chết à? Khổ quá, gãi tắm này, xong cái là nó sạch sẽ là nó hết ngứa ngay ông ạ. Ôi, quạt thế này thì nó lành, không phải tắm tắm gì cả. Ông ơi, họp. Con ơi, chưa đến mức phải họp, cứ từ từ xem thế nào đã. À, bây giờ mà được sút với quả bóng thì tốt quá nhỉ. Hay đấy. Ô này, có đá bóng không con? Đá bóng, xin đá bóng, xin đá bóng. Con ơi, cũng được. À nhưng mà thôi, đá bóng nó gãy chân. Đúng, đá bóng gãy chân khỏe tay như chơi, không đá bóng. Thì không đá bóng thì đi câu được bà nhỉ? Đi câu thích lắm con ạ. Đi câu. Này, đi câu như lội cổ xuống ao xuống hồ chết thì làm sao? Ai cứu? Không đi. Đúng. Thì có bố nó đi cùng thì còn gì? Vâng, có bố nó thì lo cái gì ạ? Với lại ông để cho nó đi tiếp xúc với thiên nhiên, cho nó sức khỏe tốt. Trật tự. Để tôi trả lời từng vấn đề một nhá. Tôi hỏi anh. Anh đi câu, bố mải câu đằng câu, con mải hám cá đằng cá, chứ đứa nào lộ cổ xuống thì anh biết hả? Còn thiên nhiên này, kia đây, tiếp xúc đây. Con người gì phải tiếp xúc với thiên nhiên, xúc mới xả cái gì? Không phải đi ông cả. Vâng. Ở nhà chơi với ông, đấy. Ra ngoài vườn chơi chim với ông. Thôi không chơi chim với ông đâu, chim bông xấu. Chim bông hay lắm nhá. Đi, ra phòng trong đi. Không ai, chưa mà áo. Áo, đào áo của cháu. Bà ơi, bây giờ bà phải tính nhiều cách nào chứ con chịu chết đấy bà. Bà ơi, kế hoạch hỏng rồi. Thế này thì tính cách nào khác hả bà? Hả bà ơi, bây giờ bà tính thế nào? Hả? Làm thế nào ạ? Cái đoạn này á. Vâng. Tôi cũng đành chịu chết.
Ông này, buổi sáng cháu cho nó uống sữa, nó không uống đấy. Cháu ơi, chim làm sao nó biết uống sữa được? Chỉ có những đứa bé hoặc như cháu của ông này này mới biết uống sữa, hiểu chưa? Cháu á? Ừ. Cháu không uống. Ôi trời ơi, cái thằng. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Không. Ừ, cháu của ông ngoan lắm. Con nó lại trộm. À, láo sao gì? Nó lại dám trộm cậu họ à? Đi vào. Giải tán cuộc họp. Giải tán cuộc họp. Không. Đã thế thì họp. Phải họp. Tôi thì tôi không họp. Bà và anh chị muốn nói gì thì nói tôi nghe. Ông đã biến cháu ông thành ông cụ non mất rồi. Ông đã truất quyền làm bố của con rồi ông ạ. Cái gì? Ông đã truất quyền làm mẹ của con rồi đấy. Hả? Hả? Các người, các người định cướp nó ra khỏi tay ông nội nữa hả? Định cướp hả? Tôi hỏi ai to nhất cái nhà này? Ai nói? Thằng Tí. Ờ đúng. Ờ, tôi to nhất cái nhà này. Ờ to gấp 100 lần ông. Ờ đúng. Loạn loạn. Ờ. Họ nhà tôm hả? Các người định làm loạn đấy hả? Định làm loạn hả? Thôi ông. Họp. Đang họp đấy thôi. À thế à? Họp tiếp. Ông này, xem cháu giống ông nhá. Giỏi. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Đấy, các người thấy mở mắt to ra mà nhìn. Ông ơi, thằng này sau này là thành đạt làm vẻ vang cho dòng họ đảng nhà ta đây. Nhưng cháu ạ, phải đào tận gốc, trúc tận rễ nhá. Cái tư tưởng bà làm hại cháu, mẹ làm con hư ra khỏi cái lãnh địa này. Làm. Đúng không? Vâng, cháu ngoan là vì ông nhỉ? Đúng. Cháu cũng khá lắm. Cháu hư tại họp. Cháu hư tại họp. Cháu hư tại họp. Dình cả nhà lên, người ta cười cho đấy. Cười, cười cái lời tôi phời. Nó là chàng rể mới tương lai, nó sang nó hỏi con gái mình, nó mới dám cười bố vợ nữa. Tôi thách cả nhà đấy. Mà nó cười, nó chỉ dám cười thầm thôi. Nó mà cười hoe hoé lên thì cho ra đây luôn. Tình vi. Bà bà này. Cái gì? Thế vợ chồng mình ấy là cưới nhau vị trí là bao lâu rồi nhỉ? Cũng phải 40 năm rồi chứ ít à? 40 năm? Dương gì nữa? Hay. Tôi đã tập diện mai phục cơ hội này từ lâu lắm rồi. Bây giờ mới có cơ hội, ngàn năm có một, không có hai đâu. Này này, ông nói cái gì mà cứ như là phim trưởng ấy thế? Cơ hội gì? Cơ hội gì? Hả? Cơ hội làm bố vợ chứ còn cơ hội gì nữa. Đấy, con gái mình ngót 40 tuổi đầu rồi. Số thì ô mai rồi cuối lọ. Còn bây giờ cái thằng nó rước đi cho chả sướng quá gì. Chả cứng xóa thì cái gì nữa. Cứng xóa. Cứng xóa là cái gì? Là quá sướng. Chả biết gì. À bà này. Nhân cái vụ này nhá, bà dọn dẹp ngay cho tôi cái dãy nhà ngang ở ngay bờ ao. Để làm gì? Nhá? Làm gì? Cho nó ở rẻ ở đây nhá. Không phải lăn tăn, không phải suy nghĩ ngợi gì. Đúng nhá. Cho ở rẻ, cho ở rẻ nhá. Nhưng mà này. Hả? Sao? Khách khứa người ta sắp sang rồi đấy. Mà cái con Duyên nhà mình nó đi đâu ấy nhỉ? Sao nó không chuẩn bị gì à? Bà chả hiểu cái gì cả. Sao? Con gái mình nó ngần đi tuổi đầu rồi. Ừ, mà lại mặt mũi nó như thế. Bà phải để cho nó tút tát rồi để vôi ve chổi đót cho nó sơn sửa lại một tí. Ông cười thật đấy, con mình cứ nói xấu. Nó mà hóa trang mà tút tát lên á,
xinh còn hơn cả Súy Vân ý. Ông đừng cười. Ê này, bà vừa nói cái gì hả? Xinh hơn cả Súy Vân ấy. Bà lại dám hứa con gái bà với cả Súy Vân à hả? Ơ cái Súy Vân ý, không hiểu đi xử tàu à hả? Súy Vân ý, nó chỉ là điên thôi nhá. Con gái mình ý, chẳng qua là nó không điên, nhưng mà mặt mũi nó chỉ than tổ ong, hiểu chưa? Thế mà nó gọi là than tổ ong à? Giời ơi! Than tổ ong là cái gì? Nó chỉ có hơi rửa mặt bằng tăm thôi. Tăm bằng tăm thì nó chả như là cái vỏ mít. Này, ông đừng có nói linh tinh nhá. Nó giống ông nó mới thế, chứ nó giống tôi nó đã sinh như thế này nhá. Ông đấy! Giời ơi! Chồng sinh thế thì... Giời ơi! Sao? Xấu điên! Xấu điên? Ai bảo bà nó xấu? Con A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương Phật, chư vị mười phương, con la lạy rời lại Phật, con cắn rơm cắn cỏ, con là cắn giò cắn chả, con xin các ngài hãy phù hộ độ trì cho nhà con. Con là Nguyễn Thị Mai, vợ ông Mai Văn Pứ, chứ mẹ cháu Mai Thị Duyên. Trời ơi, cháu nó mà không dỗ chằn dỗ chịt thì nó sinh lắm. Nhưng mà bị sâu quá. Ôi trời ơi, 30 tuổi rồi vẫn chưa có đám nào người ta dòm ngó cả. Ôi trời ơi, hôm nay có cái nhà vô phúc nào ấy nó lại đến hỏi. Trời ơi, con xin các ngài ấy cho vụ này nhà con thông đồng bén giọt đi. Nếu mà được nhá. Này. Con từ từ, nếu được nhá, con sẽ hậu tạ các ngài. Còn nếu không ấy là con giận đấy. Con giận lâu lắm. Con giận lâu lắm đấy. Ôi. Con xin... Khấn cái kiểu gì đấy? Khấn người ta thành tâm như thế còn kiểu gì đấy? Thành tâm? Khấn cái kiểu cổ điển lạc hậu ấy thì ai cụ nào người ta nhập? Thì văn minh hiện đại thì ông khấn đi. Bây giờ đúng là phải văn minh hiện đại. Thì khấn đi. Thế kỷ 21 rồi ai người ta lại phương trời mới phương Phật vớ vẩn. Thế thì ông khấn cái gì thì ông khấn đi. Bây giờ phải khấn thế này các cụ mới nghe này. Thế nào? Nghe nhá. Cha cha cha, xin bao với cả họ hàng. Cha cha cha, còn tôi là Mai Thị Duyên. Mai Thị Duyên hơi sâu hơi sầu một tình. Mai Thị Duyên sắp lên xe qua về nhà chồng. Thôi cân vẩn đấy, tôi có cục phạt rồi đấy. Chắc ông ơi, con gái mình kia đấy. Trời ơi, tôi tát vào xinh đáo để nhà con ơi. Vào đây con. Bình thân. Thôi. Đất bố con nhà ông, cứ như là cái gánh hát ấy. Con ơi, sao chàng rể mãi chưa thấy sang nhỉ? Này con ơi, hay là vì nó thấy con xấu thế này cho nên nó bỏ của chạy lấy người rồi à? Ừ. Mẫu hậu chả biết cái gì cả. Anh ấy bảo là anh ấy thích nhất cái bộ mặt khảm trai lai xà cừ của con đấy. Chả hơn lại chả biết cái gì cả. Con ơi, bố hỏi thật nhá. Thế người yêu của con ấy nó có mấy mũi mấy mắt hả con? Mắt à? Mấy hai. Ừ. Mũi một. Ừ. Trên mũi có sống mũi và hai lỗ mũi. Thế còn mồm, nó có hai mồm hay là... Hai. Không, một. Con ơi, này, bố bảo này, thế xăm lốp nó nào. Xăm lốp là gì? Chân cẳng ấy nó đi lại nó cơ. Bình thường như mọi người, vận tốc 5 km/h như biển cấm. Con này, thế nó có phải là dân lái tàu điện không? Sao lại hỏi dân lái tàu điện là thế nào? Đang tự nhiên thì tàu điện với ô tô gì vào đây? Ý bố hỏi là IC của nó ấy, nó có chập chang leng keng gì không? À, thì nói là IC để tàu điện với ô tô. Bình thường với mọi người. Nhưng mà đứng trước lũ điên, trí tuệ của anh ấy hơi bị bác học. Tốt quá. Con này, thế nào nó hoàn toàn bình thường hả con? Bình thường. Bình thường. Tốt quá. Tâm thân phụ mẫu cứ yên tâm.
anh ấy hơi lớn tuổi một tí thôi, nhưng mà yêu con lắm. Thôi, đi vào vẽ lại cái mắt đây. Xinh hơn một tí. Bye bye nhá. Bố phụ cho. Túc tắc làm tí nhá. Dạ, chào bác ạ. Chào em. Đây phải nhà Duyên không? Dạ đúng nhà Duyên đấy ạ. Thế em chị Duyên hả? Cả chắc em giống bố, còn Duyên giống mẹ nè. Duyên ơi, nhìn kỹ lại em có nhiều nét giống Duyên nó quyết đi. Em là mẹ Duyên ạ. Anh là sao đấy ạ? Vui vui quá, chân nó vui theo. Mời anh ngồi ạ. Dạ dạ. Em chào anh nhá. Chào em. Đây là bố Duyên. Chân nó làm sao vậy ạ? Vui. Đến chân nó lại vui theo ạ. Dạ. Bác xây nước ạ. Em Duyên nó ra ngay bây giờ đấy ạ. Sân nhà mình mát quá nhỉ. Dạ, báo cáo bác là mùa hè cũng không phải dùng điều hòa. Ơ mà này. Cái bạn đá. Chùa một cột đấy ạ. Này, đẹp ghê, cứ như là đá cẩm thạch. Dạ dạ, đây là xi măng và cốt tre đấy. Chúng em đang định đập hết đi để lấy làm củi đun đấy. Ôi trời ơi, làm ra nhà mình tới hàng trăm con nhưng mà chưa có con nào bị H5N1 thì tạm một. Báo cáo có 22 con ạ. Sang năm nhà chuyển sang nuôi ngỗng ạ. Vâng, chuyển nuôi ngỗng rồi. Này. Dạ. Củi nhá, phải để thật xa nhà. Dạ. Sao lại thế ạ? Nó mà bén phải tàng thuốc lào ấy. Dạ. Là nhà mình cháy to nhất làng đấy. Trời ơi, sao mọi người thả anh nó chị này? Thì chết rồi, để con giới thiệu cái đấy nhá. Biết rồi. Biết rồi thì cũng phải nghe. Đây là anh Tháo, bạn trai của con, và sẽ là con rể tương lai của song thân Phú Mẫu. Anh Tháo giới thiệu với mình đi. Thế là anh Tháo ấy thì hiện đang là viện trưởng viện nghiên cứu địa ngục. Anh các bạn địa chất. Bố hiểu rồi. Hiểu rồi ạ. Chỗ anh làm ấy nó là viện nghiên cứu nên người ta xí xóa cái việc hưu trí phải không ạ? Bởi vì là theo luật nhà nước thì là nam giới 60 tuổi phải lĩnh sổ hưu rồi. Tôi em gọi bố mẹ em là hai bác rồi xưng cháu. Nói không có em giận, em giận. Từ từ. Kính thưa bác trai, đồng kính thưa bác gái. Hiện giờ cháu vẫn đang công tác ạ. Đang công tác ạ. Vậy là quý hóa quá. Trông mặt gian khổ thế này thôi nhưng trẻ lắm. Kính thưa anh Tháo, tôi xin thay mặt bà ở nhà tôi có mấy lời với anh như sau ạ. Em Duyên, nhà tôi số phận nó hẩm hiu vì khi mang thai em nó, bà ở nhà tôi chót sơi mất nửa tạ ô mai xấu. Thành thử em nó thế này, bây giờ được anh yêu thương đùm bọc thì chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh. Kính thưa bác trai, kính thưa bác gái, cháu này nghiện ô mai xấu từ bé. Em nguyên người mà tẩm thêm đường thì không có gì bằng được đâu. Quý quá. Tôi xin tiếp lời thế này. Dạ, em nói nhà tôi cũng số phận nó cũng không được như mọi người. Nên nay tôi xin trao phân gửi thận em nó cho anh. Này, tôi xin trao thân gửi phận em nó cho anh. Vâng, em nó ở với chúng tôi thì nó là con tôi. Khi em nó về với anh vâng thì nó là con anh.
xin anh nhiều, yêu thương đùm bọc em là giúp vợ chồng tôi. Mẹ, mẹ, mẹ bảo bố đi. Bố đừng lạy con như thế. Bên kia bố. Trời ơi, con tắt tay con lại, bố con tắt tay con lại, bố con tắt tay con lại, mẹ. Thì bố mẹ hãy sinh thành cho con một kỳ quan thứ 8 của vũ trụ ạ. Anh đi làm nhá. Anh đi nhá. Vâng. Này, ở nhà ăn cơm trước đi nhá. Không. Sao? Em chờ anh về rồi ăn cơm cơ. Ôi, thế thì đói chết. Công việc ở cơ quan nó thất thường lắm. Mà này, vợ chồng mới cưới, em thì ăn khỏe quá, cho nên anh phải chịu khó cày cuốc thì mới có tiền mà nuôi em. Vâng, để anh giữ sức khỏe nhá. Thế anh đi nhá. Đấy. Hả? Chồng mình đang chức đang quyền thế này mà mấy con thối mồm bạn em nó cứ bảo là cụ rùa chồng mày đã đến 80 chưa. Đứa nào bảo thế? Mấy con Thái Dồ, con Lan Chập, mấy con Thùy Lắc ý. Mấy con đấy thì xấu ôi à, xấu 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 ô mày xấu cuối lọ như 2,8 lần em ý nhá. Thế nhưng mà em đã đo chưa mà em biết nào? Thì đại khái thế, chúng nó cứ bảo là chứ anh nó hết vị rồi. Ôi. Nhưng mà chúng nó làm sao biết được Thảo manh mông nhường nào. Và cũng chỉ có Thảo mới biết được duyên đi đâu về đâu. Này, chúng nó ấy mà biết sáng anh cưỡi xe máy đi làm nhá, tối anh về cưỡi ngựa ấy. Em bảo này, bây giờ thành vợ chồng rồi nhá, em mới hỏi thật. Hỏi đi. Sao anh mới ngoài 50 mà mặt anh cũ thế? Đây là... Cũ gì? Này. Cũ gì? Này, hồi mới yêu ấy mà, em lại cứ tưởng anh là thành sùng hóa thạch đấy. Thế xong rồi, lại cũng thấy hay hay. Hóa ra là mình vớ được đồ cổ. Này. Thế giới càng hiện đại, đồ cổ càng lên giá. Nó là cái chuyện tất nhiên. Mà phải công nhận mặt anh cũ thật đấy. Mấy anh bạn em ấy mà cũng ngoài 50 nhưng chẳng có ai mặt nhầu như anh đâu. Cái số anh em nó vất vả từ bé. Thế à? Từ những năm kháng chiến chống Pháp ấy là anh phải đi chăn trâu. Bốc phép. Hả? Mới có ngoài 50 kháng chiến chống Pháp đã sinh ra rồi mà trâu mới bỏ. Anh nhầm. Nhưng mà cái mục chăn trâu là có. Sau đó rồi đi ở nợ. Rồi thoát ly đi học. Rồi sau đấy làm cán bộ. Ôi cái thời anh nó gian khổ, khổ lắm cơ. Không thể nào sướng được. Bây giờ có tiền rồi, cái dấu ấn thời gian nó cứ hằn hết ở trên mặt. Ôi dồi ôi, thương quá. Chồng em vất vả quá. Sau này em sẽ chiều anh nhá. Thế sao anh không đi làm đi? Thì tại vì là anh vẫn cứ phải nói chuyện với em mà. Thì anh đi làm đi nhá. Anh đi nhá. Đi nhá. Này. Hả? Quên. Sao? Đây. Chơi một cái nào. Ừ, thôi. Sức anh chỉ chịu nổi hai cái. À, em hiểu rồi. Đi làm nhá. Tối phải nói chuyện nhá. Đi nhá. Đi nhá. Bye bye. Cho nên đến hơi muộn. Nào, đông đủ cả chưa? Ta bắt đầu nhé. Ôi trời ơi, đồng chí kỹ sư, công nhận là đồng chí giỏi về chuyên môn, nhưng mà lâu nay tư tưởng có vấn đề hay sao? Mà tôi thấy cứ bếp nhè rượu chè thế hả? Tôi đến chậm có 30 phút chưa thi là thấy đồng chí ngáp rồi. Này, còn cô này nữa. Cái gì? Ôi giời ơi,
Con mọn hả? Con mọn thì tôi thông cảm. Nhưng tôi hỏi thật nhá, con mọn hay là bố con mọn nó quấy cô? Khổ lắm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không có nghĩa là người cán bộ không vượt qua được khó khăn riêng của mình để mà hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Cô rõ chưa? Chú. Này này này, chú vừa làm cái gì đấy ạ? Hả? Chú ấy. Hả? Chú vừa nói năng cái gì lẩm bẩm ở đây thế ạ? Chả làm cái gì cả. Không làm gì mà cháu thấy chú nói suốt từ lúc đấy đến bây giờ. Thì chú đến chứ cơ quan vui chơi với anh em ở... Vui chơi ạ. Dạ vâng. Mà này thôi. Sao ạ? Đừng gọi là chú nữa. Gọi là anh đi. Kìa chú, cháu nói thật với chú ấy, cháu gọi chú là chú đã là quá đáng lắm rồi. Cháu nói thật với chú nhé, bố cháu ở nhà còn kém tuổi chú, làm sao gọi bằng anh được. Khôn nạn, biết là tôi hơn tuổi bố ông, nhưng mà vợ tôi nó lại tuổi nó lại chỉ bằng ông thôi. Từ nay trở đi nhá, cứ gọi tớ là anh. À, dạ vâng. Xôi rồi. Chú này chết. Anh anh này, thế hôm nay anh đến đây có việc gì đấy ạ? Thì đây, từ cái ngày mà chấm dứt cái sự nghiệp phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội là vì thâm niên công tác nó quá lâu, là do lý do tuổi tác sức khỏe là thành ra là chú nói như vậy có nghĩa là hưu trí rồi. Trời ơi, sao lại là hưu? Cậu này buồn cười thật. Kìa chú, cháu nói thật với chú, sao chú lại sợ cái từ hưu trí thế ạ? Ôi giời ơi, khổ lắm. Ái ơi. Ôi kìa chú. Đúng là sợ thật. Làm gì chú phải sợ? Ai đấy, quá sợ. Này. Dạ. Cháu ơi. Dạ. Nói thật nhé. Dạ. Đúng là chú rất sợ cái từ hưu cháu ạ. Làm gì chú phải sợ? Nó quá sợ chứ gì. Này, chú này. Theo cháu ấy, chú tuổi cao thế này, chú phải nên vào hội các cụ cao tuổi mới phải chú ạ. Thì đấy, nói thật với cháu nhá, chú cũng muốn như thế quá ấy chứ. Thế nhưng mà điều kiện đâu mà sinh hoạt các cụ ở cái tổ cao tuổi thế mà lại khổ nữa cơ. Không có con có cháu để mà chăm sóc mà bế bồng. Thành ra là chú này rất là sợ. Theo cháu ấy, theo cháu ấy, cái tầm tuổi mà như chú thế này ấy, chú phải vào hội các cụ cao tuổi chứ ngồi chơi một mình chán lắm, quá chán chú ạ. Chú. Dạ. Chú cũng chán ngồi được. Thế chú đi suốt ngày. Chú ơi, thế chú đi làm thêm à? Thì nó cũng nghĩa nó cũng gần đúng như thế. Theo cháu nhé, cái tầm tuổi này của chú ấy, đấy, buổi sáng này là chú phải tập dưỡng sinh này, đấy, buổi tối hoặc buổi chiều chú đi đánh tennis hoặc khiêu vũ đấy, phải không? Chẳng hạn như ông chú của cháu nhá, bằng tuổi của chú đấy, cháu nói thật với chú khỏe như voi. Còn này chú ngồi xuống cháu bảo này, chú hỏi cháu còn chú như thế này chán lắm này. Dạ. Tớ hỏi cậu một câu cuối cùng nhá. Dạ. Yêu cầu cậu dũng cảm trả lời thật lòng. Cháu trả lời thật ạ. Cho tớ yên tâm. Dạ vâng. Tớ già thật à? Dạ, già thật à? Hả? Nhìn cái thân hình hom hem của chú thế này thì cái khoản kia chán lắm. Cháu thôi nói thật với chú ấy, chú là đứng đầu trong các danh sách là mất sức chiến đấu. Mất sức chiến đấu là thế nào? Công nhận với cậu là có một số bộ phận mất sức chiến đấu, nhưng mà còn nhiều bộ phận sức chiến đấu rất khá. Thế ạ? Tớ là cây đa, tớ là cây đề, tớ là cây cổ thụ. Nói cho cậu biết nhá, cây cổ thụ có thể chỗ A, chỗ B, chỗ C nó bị mọt xuống, nhưng mà vẫn có chỗ nó đâm chồi nảy lộc. Này, dạ. Từ ngày tớ lấy vợ, tớ nhớ là chân tay tớ cực kỳ khỏe. Suốt từ sáng đến chiều, cho đến tận chiều tối, ngày nào tớ cũng làm việc mà không hề đuối sức. Chú ơi, đấy, nó chỉ là bề ngoài thôi. Ôi bề ngoài, giời bề ngoài.
nhìn bề ngoài thì đánh giá làm sao được ở bên trong. Cậu còn trẻ lắm, cậu không biết hết đâu. Ui, này này, thế thế, cô nhà ta xinh lắm nhỉ? Ừ, là vì tuổi vợ tớ chỉ bằng tuổi cậu, rõ chưa? Ừ. Theo cháu phải xinh lắm thì chú mới về tận quê lấy vợ chứ. Trời ơi, cũng xinh dạ. Nhưng mà không phải xinh với mọi người, xinh thì xinh với mình tớ thôi. Dạ, thế ạ. Tớ đây phải về làng quê thì người ta mới chịu lấy mình, chứ còn trong bộ dạng thế này thì tầm cỡ như cơ quan mình, người nào liều thân lắm người ta cũng chả dạy gì mà dây vào tớ. Chú này, cháu hỏi thật nhé, chú có yêu vợ chú không? Hả? Chú có yêu vợ chú không? Ôi giời, lúc có, lúc không. Sẽ lấy lúc có, lúc không? Lúc khỏe thì yêu, yếu quá thì thôi. Cháu không phải là cái vấn đề đó. Giời, thế mà chú cứ tưởng là... Chú đứng im để cháu xem. Sao? Chú ấy rất còn phong độ. Ở đây. Lần này thì cậu nói đúng sự thật. Chú này. Chú đến chơi cơ quan cháu như này là rất mừng rồi. Tuy chú là đã hưu trí. Ôi chà chú. Đấy, cứ nhắc đến cái từ hưu trí là chú lại đau. Và chú này, chú đã nhận quyết định chấm dứt sự nghiệp lao động và cống hiến cho xã hội. Đấy, tuy rằng là tuổi đã cao, đấy, nhưng tinh thần yêu cơ quan của chú đáng để cho lớp trẻ bọn cháu phải học tập. Đó. Và từ sâu thẳm đáy lòng mình, chú hãy coi cơ quan này nhưng nhà của chú. Cô ấy, cái cơ quan chả là nhà của mình thì là cái gì? Lại còn quý hơn nhà của mình đấy chứ. Cho nên từ cái ngày mà thì đấy, từ ngày nào tôi cũng đến cơ quan, ngày nào tôi cũng có mặt ở cơ quan để tâm sự với bạn bè chiến hữu, để giúp đỡ anh em. Và bây giờ ấy, cháu xin phép chú là cơ quan cháu họp. Họp à? Dạ vâng, họp. Họp à? Dạ vâng, tại đây ạ. Này, tuy vắng mặt tôi nhưng yêu cầu các đồng chí là họp hành nghiêm túc, hiệu quả cao nhá, biên bản đàng hoàng, sau đó tôi sẽ kiểm tra. Ê, chú cái gì? Dạy. Đố hôm nào nhận ra tôi, thì trừ tôi. Mà thế này có khi mình chả nhận ra mình thì vớ vẩn. Đi dò, đi chỗ đấy ra, ông nào hỏi thì hỏi, cứ trả lời. Xin chỉ thị tiếp ạ. Tùy cơ mà hành động. Rõ. Chờ xe buýt à? Hả?
Bác nằm ở đây chờ xe buýt à? Không. Thế bác nằm đây làm cái gì? Tôi chờ xe buýt. Thế bác đi tuyến nào? Ui giời ơi, đại khái là chờ xe buýt. Tuyến nào cũng được. Buồn cười nhỉ. Đây cho hỏi thật này, tại sao bác cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bên đối diện đấy kia? Hả? Tại sao bác cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bên đối diện kia? Ôi giời ơi, nó cao, nó to, nó đẹp thì tôi ngắm. Ngắm nữa. Không phải, không phải. Bác phải nói thật, vì đây là vấn đề an ninh. Bác nằm ở đây theo dõi ngôi nhà có mục đích gì? Chả mục đích gì cả. Cái nhà bác ở đâu? Cái gì sao nó vặn vẹo lắm chuyện thế nhỉ? Nhà tôi ở nhà tôi nó rất xa. Xa là ở đâu? Thế tại sao giờ này bác không ở nhà với con với cháu mà lại ra đây nằm? Rồi, chưa có con. Già khú khụ như này rồi mà chưa con mấy cái à? Khú khụ. Mới lấy vợ đây anh ạ. Bác mới lấy vợ à? Vâng ạ. Tại sao giờ này không ở nhà với vợ? Tại sao không ở nhà với vợ à? Vâng. Là vì tôi sợ lộ. Lộ gì à? Lộ cái chuyện tôi về hưu ấy. Ôi giời ơi. Ôi đi gần rồi. Chuyện về hưu mà mắc sợ lộ. Cháu khuyên bác nhá, bây giờ về nhà. Vợ với con, chứ mưa gió thế này ra đây nằm khổ ra. Kệ tôi, các mày hỏi nhiều quá đi. Thôi, bác về đi, bác về đi. Nằm này nó cũng mất cả văn minh văn hóa đi. Nhá, cháu về đây, cháu phải đi làm nhiệm vụ. Ông bảo vệ nào cũng vặn vẹo đủ mọi chuyện để cho người ta lộ hết bí mật. Mà lộ bí mật bảo vệ thì trước sau thế nào thì vợ mình nó cũng biết cái bí mật này. Nhân ơi, một khi em đã biết anh về hưu thì em còn yêu anh nữa hay không? Liệu vợ chồng mình có sống hạnh phúc đến lúc đầu bạc đắng lâu không? Nhân ơi, Nhân ơi, trước lúc em phát hiện ra sự thật mà anh tìm gần, anh kịp thời thú nhận với em cái sự thật là anh đã hưu rồi, thì liệu ai khổ mà tha thứ cho anh không? Mà nên là em nữa, em có tha thứ cho anh không? Anh Thảo! Nguyên! Anh Thảo! Thảo đây! Em bảo này, hả? Em nghe thấy hết rồi nhá! Hả? Nghe thấy hết rồi à? Nghe thấy sự thật rồi à? Thế nhưng mà không sao. Sao? Chỉ cần anh sống tốt với em thôi nhá. Thế nhưng mà em bảo này, à? Thế anh nói thật nhá. Ừ. Nói thật nhá. Ừ. Thế đi. Sao? Thế nhá. Ừ, thế. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh à, 61. 61 à? Ừ. Thật không? Chính xác hơn, lúc đẻ anh ra, mẹ anh lấy giấy khai sinh xin rút đi 2 tuổi là 63. 63 à? Để anh được. Thế à, được. Thật không? Thật nhá. Thật mà. Thật nhá, chồng miếng nữa. Trời ơi, yêu quá cơ. Em bảo này, anh ở đây nhá. Em ra em lấy gói muối của con chuột ăn mất nhá. Này. Hả? Đứng lại đây. Nghe này, không phải lo cái chuyện đi đâu. Nhớ, vợ chồng với nhau nhá. Ăn ở là phải thật thà, là phải thẳng thắn nhá. Nhá. Tôi đây 72 năm rưỡi sống cùng trời đất, chưa bao giờ tôi nghe cái chuyện chuột ăn muối cả. Hả? 72 năm rưỡi? Phải ạ. 72 năm rưỡi. Ơ, cái duyên ơi, duyên ơi.